Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với dự án Cây Hòa Bình Việt Nam tại Quảng Bình tiến hành hủy nổ an toàn quả bom nặng 334 kg còn sót lại sau chiến tranh. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 42, trung đoàn bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã phát hiện quả bom còn sót lại sau chiến tranh trong quá trình đào đất tăng gia sản xuất trong khuôn viên đơn vị, tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Qua kiểm tra khảo sát cho thấy, đây là quả bom có sức công phá lớn, ký hiệu M117-750LB, còn nguyên kiếp nổ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Trung đoàn Bộ binh 996 lập rào chắn, cắm biển báo khu vực nguy hiểm, tổ chức canh gác 24/24 giờ, bảo vệ và giữ nguyên hiện trường để đảm bảo an toàn. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lực lượng chuyên môn đã quyết định cho di rời quả bom và tổ chức hủy nổ đảm bảo đúng quy trình an toàn tuyệt đối.